Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón các xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mê thuật trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, gặp thời phất lên, tiền tiêu rủng rỉnh. May mắn nối tiếp giàu có hết phần thiên hạ đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã đến và quay trở lại đồng hành cùng với Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, có một câu nói nổi tiếng rằng tiền bạc như con dao hai lưỡi. Chỉ với một câu ngắn gọn, chúng ta đã có thể hiểu rõ về bản chất của đồng tiền. Nó có thể mang lại sự thịnh vượng, là nguồn sống, là phương tiện để xây dựng ước mơ và đạt được những điều bạn mong muốn. Chính vì thế, mọi người đều khao khát và theo đuổi nó. Tuy nhiên, đồng tiền cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến người ta dễ dàng sa đà vào những cám dỗ. Nhiều người bị cuốn vào dòng xoáy của nó đến mức chỉ nhìn thấy tiền mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống. Họ có thể đánh mất bản thân, thậm chí gây hại cho chính mình vì quá mải mê với những lợi ích trước mắt. Nhưng đối với những người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, họ lại có một cách tiếp cận khác biệt. Họ không chỉ đơn thuần là những người tiêu dùng, mà còn là những chiến lược gia thông minh trong việc sử dụng đồng tiền. Bính Ngọ biết cách biến tiền bạc thành công cụ để nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình và làm bàn đạp cho những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Họ sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, không để nó chi phối cuộc sống của mình, mà là để tạo ra giá trị và sự phát triển bền vững. Trong chương trình của ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý anh chị tuổi Bính Ngọ về vận trình tử vi 4 tháng cuối năm 2024, làm sao để công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, tiền tỷ cầm tay, đổi đời cực giàu có hết phần thiên hạ. Tuy nhiên, có nắm được cơ may để đổi vận phát tài, trở thành con giáp vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề, phước đức đầy tay hay không là phải do chính bản mệnh biết nắm bắt kịp thời. Vậy, những cơ may mà ơn trên ban cho Bính Ngọ trong 4 tháng cuối năm này là gì? Phải làm sao để nắm bắt được một cách trọn vẹn nhất và tránh xa vận xui? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào lá số tử vi chi tiết dưới đây quý vị nhé. Chấn động, tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp thời phất lên, tiền tiêu rủng rỉnh, may mắn nối tiếp, giàu có hết phần thiên hạ trong 4 tháng cuối năm 2024 nếu chú ý 3 điều này. Thưa quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, trong 4 tháng cuối năm 2024, vận mệnh của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 sẽ trải qua nhiều biến động lớn, mang theo cả cơ hội và thách thức. Đây là thời gian mà bản mệnh cần phải thật sự cẩn trọng trong từng quyết định, từ sự nghiệp, tài chính, cho đến gia đạo và sức khỏe. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt cơ hội và tránh các rủi ro tiềm ẩn, người tuổi Bính Ngọ có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể vào cuối năm. Hãy cùng phân tích chi tiết từng tháng để hiểu rõ hơn về những gì đang chờ đợi bản mệnh. Tháng 9, sự nghiệp có biến động, cần cẩn trọng với tài chính và đầu tư. Tháng 9 âm lịch là giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ biến động của 4 tháng cuối năm. Đây là thời điểm mà sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ bắt đầu có những biến đổi lớn, những cơ hội mới có thể xuất hiện. Nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, bản mệnh có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong công việc.
hoặc những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và đầu tư. Những cơ hội này có thể rất hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là bản mệnh không nên vội vàng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi. Quyết định đầu tư hoặc mở rộng công việc cần phải dựa trên cơ sở vững chắc và được đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu không, rủi ro sẽ rất lớn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính và sự nghiệp của bản mệnh. Lời khuyên cho tháng 9 là hãy cẩn trọng, tránh đưa ra các quyết định mạo hiểm về tài chính và đầu tư trong thời điểm này. Dù có cơ hội mới xuất hiện, bản mệnh cần giữ tâm lý bình tĩnh và tỉnh táo để không rơi vào những cạm bẫy tài chính. Tháng 10, tài lộc khởi sắc nhưng cần kiểm soát chi tiêu. Tháng 10 là tháng mà tài lộc của bản mệnh bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Những nỗ lực trong công việc trước đó sẽ bắt đầu mang lại những kết quả rõ rệt. Đây là thời điểm mà những khoản thu nhập từ các dự án, công việc hoặc đầu tư bắt đầu đổ về. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức về việc quản lý tài chính. Dù vận tài lộc có xu hướng tăng trưởng, bản mệnh vẫn cần phải kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý. Có thể sẽ có những cám dỗ về việc đầu tư thêm vào các dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh, nhưng điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thay vì vội vàng đổ tiền vào những dự án mới, bản mệnh nên dành thời gian để đánh giá lại tình hình tài chính hiện tại, đảm bảo rằng tài sản được quản lý tốt và ổn định. Lời khuyên cho tháng 10 là hãy kiểm soát chi tiêu, tránh chi tiêu quá tay và không nên đầu tư mạo hiểm. Tài lộc tuy có khởi sắc nhưng vẫn cần thận trọng trong việc quản lý tài sản để đảm bảo sự an toàn và bền vững về tài chính. Tháng 11, gia đạo bình ổn, tình cảm gia đình êm ấm. Tháng 11 là thời gian mà gia đạo của bản mệnh có nhiều dấu hiệu bình ổn và thuận lợi. Những áp lực từ công việc và tài chính trong các tháng trước sẽ bắt đầu lắng xuống, mang lại cho bản mệnh cơ hội để tập trung vào gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Đây là thời điểm mà tình cảm gia đình trở nên ấm áp hơn, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng và con cái được củng cố. Bên cạnh đó, tháng 11 cũng là thời điểm mà các mối quan hệ xã hội của bản mệnh được phát triển mạnh mẽ. Những kết nối mới trong công việc và đời sống cá nhân sẽ mang lại nhiều giá trị về mặt tinh thần, giúp bản mệnh cảm thấy an lành và hạnh phúc hơn. Hãy tận dụng thời gian này để xây dựng lại những mối quan hệ đã từng bị lãng quên hoặc tổ chức các buổi sum họp gia đình để củng cố tình cảm. Lời khuyên cho tháng 11 là hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Đây là thời điểm quan trọng để bản mệnh tái tạo năng lượng, tìm kiếm niềm vui và sự bình yên từ các mối quan hệ thân thiết. Tháng 12, kết thúc năm với nhiều thành tựu, nhưng cần chú ý đến sức khỏe và tránh xung đột gia đình. Tháng 12 âm lịch cũng là tháng cuối cùng của năm 2024. Sẽ là thời điểm mà bản mệnh thu hoạch được những thành tựu lớn trong công việc và tài chính. Những cố gắng và nỗ lực trong suốt cả năm sẽ bắt đầu mang lại những kết quả rõ rệt. Từ các dự án thành công đến các khoản thu nhập lớn, đây là giai đoạn mà bản mệnh có thể cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được. Tuy nhiên, tháng 12 cũng tiềm ẩn những thách thức liên quan đến sức khỏe và gia đạo. Sau một năm dài bận rộn với công việc, bản mệnh cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Áp lực công việc trong những tháng cuối cùng có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Vì vậy, hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ và duy trì lối sống lành mạnh. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần tránh các xung đột gia đình. Tháng cuối năm thường là thời điểm mà các thành viên trong gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn. Do áp lực công việc và tài chính, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn và lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để tránh xảy ra xung đột không đáng có. Lời khuyên cho tháng 12 là hãy chú ý đến sức khỏe và tránh các xung đột gia đình. Dù đạt được nhiều thành công trong công việc, nhưng việc duy trì sức khỏe và sự hòa thuận trong gia đình mới là nền tảng cho sự bền vững và hạnh phúc. Nhìn chung, 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều cơ hội lớn về tài lộc và sự nghiệp, nhưng cũng đi kèm với những biến động và thách thức. Bản mệnh cần phải cẩn thận trong các quyết định tài chính và đầu tư vào tháng 9 và tháng 10, đồng thời chú trọng đến việc quản lý chi tiêu. Gia đạo và tình cảm gia đình sẽ ổn định hơn vào tháng 11, mang lại nhiều niềm vui và sự bình yên. Tuy nhiên, tháng 12 sẽ là thời điểm cần chú ý đến sức khỏe và tránh xung đột gia đình. Với sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng, bản mệnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm này. Tử vi chi tiết các phương diện trong cuộc sống của Bính Ngọ. Trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý trong các phương diện cuộc sống. Từ sự nghiệp, tài lộc cho đến sức khỏe và tình duyên,
mỗi phương diện đều mang lại cơ hội và thách thức riêng, đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng. Để tối ưu hóa cơ hội và vượt qua khó khăn, hãy cùng đi sâu vào phân tích chi tiết từng khía cạnh để có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì tuổi Bính Ngọ sẽ đối mặt trong thời gian tới. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Đây là giai đoạn mà cơ hội thăng tiến xuất hiện, nhưng đồng thời cũng là lúc bản mệnh phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc. Những quyết định liên quan đến sự nghiệp trong thời điểm này sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của bản mệnh trong thời gian dài. Vì vậy, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và tránh những thay đổi đột ngột. Trong tháng 9, bản mệnh có thể được giao phó những dự án quan trọng hoặc nhận được cơ hội để đảm nhận các vị cao hơn trong tổ chức. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội này là áp lực công việc lớn và sự cạnh tranh từ đồng nghiệp. Bản mệnh cần tập trung vào việc xây dựng kế hoạch dài hạn, tránh những thay đổi đột ngột hoặc vội vàng, đặc biệt là trong các quyết định chiến lược. Nếu biết cách kiên nhẫn và giữ được tinh thần bình tĩnh, bản mệnh sẽ vượt qua được các thử thách và đạt được những thành tựu đáng kể. Lời khuyên, hãy đặt mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch dài hạn. Đừng để những khó khăn tạm thời khiến bản mệnh mất tập trung hoặc cảm thấy nản trí. Đây là thời điểm mà sự kiên nhẫn và tư duy chiến lược sẽ giúp bạn vượt qua những biến động trong công việc. Về phương diện tài lộc của Bính Ngọ trong 4 tháng cuối năm. Về phương diện tài lộc, tháng 10 và tháng 12 sẽ là thời điểm rực rỡ nhất đối với người tuổi Bính Ngọ. Đây là giai đoạn mà các khoản thu nhập từ dự án kinh doanh hoặc đầu tư sẽ đổ về, mang lại cho bản mệnh sự thịnh vượng về tài chính. Những quyết định tài chính mà bản mệnh đã thực hiện từ đầu năm hoặc trước đó sẽ bắt đầu mang lại những kết quả tích cực, giúp cải thiện nguồn thu nhập và tạo sự ổn định trong tài chính cá nhân. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý rằng, dù tài lộc có khởi sắc, nhưng không nên lơ là trước những rủi ro tiềm ẩn. Tháng 10 là thời điểm mà các cơ hội đầu tư xuất hiện dồn dập, nhưng bản mệnh cần phải tỉnh táo trong việc lựa chọn dự án phù hợp, đầu tư quá mạo hiểm hoặc vào những dự án không rõ ràng, có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài. Lời khuyên, hãy ưu tiên bảo toàn tài sản, đặt trọng tâm vào việc quản lý tài chính an toàn, tránh các khoản đầu tư rủi ro. Dù có những cơ hội tài chính hấp dẫn, nhưng không nên vội vàng quyết định nếu chưa có đầy đủ thông tin hoặc chưa phân tích kỹ lưỡng. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của bản mệnh trong những 4 tháng cuối năm có thể chịu ảnh hưởng từ áp lực công việc và cuộc sống, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11. Căng thẳng từ công việc và các quyết định lớn trong sự nghiệp có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và thậm chí có thể xuất hiện các vấn đề về sức khỏe tinh thần như lo âu hoặc mất ngủ. Việc giữ gìn sức khỏe không chỉ quan trọng để bản mệnh có thể hoàn thành công việc hiệu quả, mà còn là nền tảng để bảo vệ bản thân trước những thử thách trong cuộc sống. Nếu bản mệnh quá tập trung vào công việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân, sức khỏe có thể giảm sút nhanh chóng, ảnh hưởng không chỉ đến thể chất mà còn cả tinh thần. Lời khuyên, bản mệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ và đặc biệt là chú trọng đến giấc ngủ. Việc ngủ đủ giấc và đúng giờ sẽ giúp cơ thể hồi phục sau những căng thẳng trong công việc và giúp tinh thần luôn tỉnh táo, minh mẫn. Về phương diện tình duyên và gia đạo, phương diện tình cảm và gia đạo của người tuổi Bính Ngọ trong 4 tháng cuối năm có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là trong tháng 11 và tháng 12. Đây là thời điểm mà gia đạo êm ấm, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình được củng cố và bản mệnh có nhiều cơ hội để gắn kết hơn với người thân. Các mối quan hệ trong gia đình, từ vợ chồng cho đến con cái đều trở nên hòa thuận, mang lại sự an lành và hạnh phúc. Đồng thời, tháng 11 và tháng 12 cũng là thời gian thuận lợi để bản mệnh xây dựng lại các mối quan hệ xã hội, những kết nối mới trong công việc hoặc trong cuộc sống cá nhân, sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự ủng hộ tinh thần. Đây là lúc để bản mệnh tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ đã có, cũng như mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác trong công việc. Lời khuyên, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gia đình là nguồn động viên lớn nhất để bản mệnh vượt qua những áp lực trong công việc. Bản mệnh cần chú trọng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đừng để công việc chiếm hết thời gian mà bỏ quên những người thân yêu. Đồng thời, hãy cố gắng duy trì và mở rộng các mối quan hệ xã hội, vì đây có thể là nguồn lực giúp bạn phát triển trong công việc lẫn cuộc sống. Tiểu kết nhỏ, trong 4 tháng cuối năm 2024,
tuổi Bính Ngọ sẽ đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Sự nghiệp mang lại cơ hội thăng tiến, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và quyết định khôn ngoan. Tài lộc khởi sắc, nhưng cần sự cẩn trọng trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Sức khỏe cần được chú trọng để không bị suy giảm do áp lực công việc. Và cuối cùng, gia đạo sẽ là điểm tựa tinh thần giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho cô bác tuổi Bính Ngọ trong 4 tháng cuối năm 2024. Tuổi Bính Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều biến động lớn cả về sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe để vượt qua những thách thức này. Bên cạnh việc cẩn trọng trong các quyết định, bản mệnh cần áp dụng những biện pháp hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc thông qua các vật phẩm phong thủy, nghi lễ đơn giản và các hoạt động tích đức. Đây không chỉ là cách để thu hút may mắn, mà còn giúp bản mệnh đẩy lùi những năng lượng tiêu cực, bảo vệ tài sản và sức khỏe. Đầu tiên, cô bác có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Phong thủy từ lâu đã được xem là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng và thu hút năng lượng tốt. Đối với tuổi Bính Ngọ, những vật phẩm phong thủy phù hợp không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn giúp bản mệnh bảo vệ vận khí, tránh được những rủi ro không đáng có trong 4 tháng cuối năm 2024. 1. Tỳ hưu. Tỳ hưu là một trong những vật phẩm phong thủy mang lại nhiều tài lộc và thịnh vượng theo quan niệm dân gian. Tỳ hưu là linh vật có khả năng chiêu tài, thu hút tiền bạc, đồng thời còn có khả năng hóa giải sát khí, bảo vệ bản mệnh khỏi những vận hạn xấu. Đặt một tỳ hưu nhỏ trên bàn làm việc hoặc trong nhà sẽ giúp bản mệnh Bính Ngọ thu hút thêm vận may tài chính, đặc biệt trong những tháng tài lộc khởi sắc như tháng 10 và tháng 12. 2. Thạch anh tím. Thạch anh tím là loại đá phong thủy nổi tiếng với khả năng mang lại sự bình yên, cân bằng tinh thần và thúc đẩy tài vận đối với người tuổi Bính Ngọ. Thạch anh tím không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng trong những giai đoạn công việc áp lực cao, mà còn hỗ trợ trong việc duy trì sự sáng suốt, giúp bản mệnh đưa ra những quyết định chính xác. Thạch anh tím có thể đeo dưới dạng vòng tay hoặc đặt trong phòng làm việc để tạo ra không gian hài hòa, thu hút năng lượng tích cực. 3. Dòng đá mã não. Mã não là loại đá mang tính chất bảo vệ, giúp hóa giải những vận rủi và thu hút tài lộc. Đặc biệt, mã não còn có tác dụng tăng cường sức khỏe, cân bằng năng lượng và giúp bản mệnh cảm thấy an nhiên hơn trong cuộc sống. Đeo dòng mã não sẽ giúp bản mệnh xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ vận mệnh và gia đình khỏi những điều không may mắn, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10, khi các thách thức tài chính có thể xuất hiện. 2. Hướng dẫn các nghi thức đơn giản để đẩy lùi vận rủi và thu hút năng lượng tích cực. Ngoài việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, bản mệnh Bính Ngọ cũng nên thực hiện một số nghi thức phong thủy đơn giản để hóa giải vận hạn và thu hút năng lượng tích cực trong 4 tháng cuối năm 2024. Dưới đây là một số nghi thức có thể áp dụng. 1. Thắp hương cầu an. Thắp hương là một nghi thức truyền thống mang tính tâm linh, giúp bản mệnh cầu bình an cho gia đình và bản thân trong những tháng có biến động lớn như tháng 9 và tháng 10. Bản mệnh nên thường xuyên thắp hương cầu an vào buổi sáng hoặc buổi tối để xua đuổi vận hạn, mang lại sự bình an và yên ổn cho gia đạo. Khi thắp hương, bản mệnh có thể cầu nguyện sự phù hộ của thần linh, ông bà tổ tiên để được dẫn dắt, bảo vệ khỏi những điều không may. 2. Sông nhà. Thanh tẩy không gian. Sông nhà là một nghi thức phổ biến trong phong thủy, nhằm thanh tẩy không gian sống và làm việc, đẩy lùi những năng lượng tiêu cực, thu hút sự tươi mới và may mắn. Để thực hiện nghi thức sông nhà, bản mệnh có thể sử dụng các loại thảo dược như trầm hương, bồ kết hoặc thảo mộc khô. Hãy tiến hành sông nhà vào đầu tháng 9 hoặc tháng 10 để loại bỏ khí xấu, thanh lọc không gian, tạo điều kiện cho vận khí tốt được lưu thông và thịnh vượng. 3. Lễ cúng gia tiên. Một trong những cách để hóa giải vận hạn là thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên thông qua việc cúng gia tiên. Tháng 9 và tháng 10 là những thời điểm thích hợp để tổ chức lễ cúng gia tiên, cầu nguyện sự bình an và bảo hộ cho bản thân và gia đình. Việc này không chỉ giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn, mà còn có ý nghĩa thu hút sự che chở từ các đấng bề trên. 3. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn để tích đức. Trong phong thủy, việc tích đức, làm việc thiện là một cách hữu hiệu để giảm bớt những khó khăn và thu hút may mắn. Người tuổi Bính Ngọ trong những tháng cuối năm nên dành thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện,
giúp đỡ những người khó khăn để tăng thêm phước đức. Khi bản mệnh tích lũy đủ phúc đức, vận may sẽ tự động tìm đến, các vận hạn sẽ dần dần được hóa giải. Bản mệnh có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ như đóng góp từ thiện, giúp đỡ người già neo đơn hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện tại địa phương. Việc giúp đỡ người khác không chỉ giúp bản mệnh tạo ra năng lượng tích cực, mà còn giúp bản thân cảm thấy hạnh phúc, an lành trong tâm hồn. Điều này có tác động mạnh mẽ trong việc giải quyết những khó khăn không mong muốn trong cuộc sống. Tiểu kết nhỏ, để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Bính Ngọ cần chú trọng đến việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, thạch anh tím và dòng đá mã não. Những vật phẩm này sẽ giúp bản mệnh thu hút tài lộc và bảo vệ vận mệnh khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên thực hiện các nghi thức phong thủy đơn giản như thắp hương cầu an, sông nhà, cúng gia tiên để đẩy lùi vận hạn và thu hút năng lượng tích cực. Cuối cùng, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, tích đức sẽ giúp bản mệnh hóa giải những khó khăn và mang lại phước lành cho gia đình. Với những biện pháp này, bản mệnh sẽ có cơ hội vượt qua những thách thức trong các tháng biến động và đạt được sự thịnh vượng bình an vào cuối năm 2024. Những điều cô bác tuổi Bính Ngọ cần tránh trong 4 tháng cuối năm. Trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội lớn. Tuy nhiên, để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có và tối ưu hóa vận may, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến những điều nên tránh. Sau đây là những điểm quan trọng mà người tuổi Bính Ngọ cần lưu ý để bảo vệ tài lộc, gia đình và sức khỏe trong những tháng biến động này. 1. Sai lầm trong đầu tư. Tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc dự án không rõ ràng. Một trong những điều cần đặc biệt tránh trong 4 tháng cuối năm, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10, chính là các khoản đầu tư mạo hiểm. Thời điểm này, bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng đừng để sự lôi cuốn này che mắt. Những dự án không rõ ràng hoặc các khoản đầu tư có tính rủi ro cao có thể dễ dàng đẩy bản mệnh vào thế khó khăn, gây ra tổn thất lớn về tài chính. Trong tháng 9, khi vận tài lộc chưa thực sự ổn định, bản mệnh cần đặc biệt cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, sự dội vàng hoặc ham muốn gia tăng tài sản nhanh chóng, có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Nếu không thận trọng, bản mệnh có thể rơi vào những tình huống mất trắng hoặc gặp phải các vấn đề pháp lý không đáng có. Tháng 10 sẽ là giai đoạn tài lộc khởi sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là bản mệnh có thể mạo hiểm hơn trong các khoản đầu tư. Mặc dù cơ hội gia tăng tài sản hiện ra rõ ràng, nhưng việc duy trì chiến lược đầu tư thận trọng vẫn rất quan trọng. Hãy tập trung vào những dự án đã được kiểm chứng và có kế hoạch chi tiết. Không nên vội vàng đầu tư vào những dự án thiếu tính minh bạch hoặc chưa qua nghiên cứu kỹ lưỡng. Lời khuyên, trong 4 tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10, hãy ưu tiên bảo toàn tài sản và tránh các khoản đầu tư có tính rủi ro cao. Thay vì tìm kiếm cơ hội gia tăng tài sản nhanh chóng, bản mệnh nên tập trung vào các chiến lược đầu tư dài hạn và ổn định. 2. Xung đột gia đình. Tránh để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Công việc và gia đình là hai yếu tố quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng đôi khi áp lực từ công việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ gia đình. Điều này đặc biệt đúng với tuổi Bính Ngọ trong tháng 12, khi áp lực công việc dồn dập và dễ dàng gây ra căng thẳng. Nếu không khéo léo, những căng thẳng này có thể dẫn đến những xung đột không đáng có trong gia đình, gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, con cái. Tháng 12 thường là thời điểm cuối năm, khi công việc bận rộn và các kế hoạch dồn dập cần phải hoàn thành. Tuy nhiên, việc để công việc chiếm lĩnh toàn bộ thời gian và năng lượng có thể làm giảm sự chú ý dành cho gia đình. Nếu bản mệnh không biết cách cân bằng, gia đình có thể cảm thấy bị bỏ rơi, gây ra mâu thuẫn và hiểu lầm. Để tránh xung đột gia đình, bản mệnh cần học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù bận rộn đến đâu, cũng nên dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ với vợ chồng, con cái. Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để củng cố tình cảm gia đình, nhưng không nên chủ quan và bỏ quên việc duy trì sự hòa thuận. Trong gia đạo, suốt những tháng cuối năm, gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất, giúp bản mệnh vượt qua mọi áp lực và thử thách trong công việc. Lời khuyên, tránh để công việc chi phối quá nhiều, đặc biệt trong tháng 12 khi áp lực cao, hãy dành thời gian cho gia đình, chia sẻ với những người thân yêu để tạo sự hòa thuận và gắn kết. 3. Lối sống thiếu khoa học, tránh thức khuya. Căng thẳng quá mức và cần giữ vững chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý,
Sức khỏe là một yếu tố không thể xem nhẹ trong 4 tháng cuối năm 2024 đối với người tuổi Bính Ngọ. Đặc biệt, khi công việc và cuộc sống cá nhân đều có những thay đổi lớn, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Một trong những điều cần tránh là lối sống thiếu khoa học, bao gồm việc thức khuya, căng thẳng kéo dài và không duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Tháng 9 và tháng 11 sẽ là hai thời điểm mà bản mệnh có thể cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt, áp lực công việc, kết hợp với những lo lắng về tài chính và các quyết định quan trọng có thể khiến bản mệnh mất ngủ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài. Nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe đúng cách, bản mệnh có thể gặp phải các vấn đề như suy nhược cơ thể, căng thẳng tinh thần hoặc bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh. Ngoài ra, việc ăn uống không đúng giờ giấc, thiếu dinh dưỡng hoặc bỏ bữa cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản mệnh. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là yếu tố quyết định khả năng làm việc và duy trì hạnh phúc gia đình. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, bản mệnh cũng cần đảm bảo chế độ sinh hoạt khoa học, duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần. Lời khuyên, hãy tránh thức khuya, căng thẳng quá mức và luôn duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thường xuyên tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì sức khỏe tốt, giúp bản mệnh có thể đối mặt với mọi thách thức một cách tự tin. Tiểu kết nhỏ, những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024 đối với tuổi Bính Ngọ là rất quan trọng, vì chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Bản mệnh cần tránh đầu tư mạo hiểm trong tháng 9 và tháng 10, bảo toàn tài sản thay vì tìm kiếm cơ hội tăng trưởng nhanh chóng, đừng để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Đặc biệt là trong tháng 12, hãy chú trọng đến sức khỏe, tránh lối sống thiếu khoa học và luôn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân nếu có thể thực hiện đúng những điều này. Tuổi Bính Ngọ chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng trong 4 tháng cuối năm, đồng thời duy trì được hạnh phúc và sự an bình trong cuộc sống. Thưa cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 thân mến, khi bước vào độ tuổi 60, đã trải qua không ít thăng trầm và biến động trong cuộc sống. 60 năm sống trên đời đủ để bản mệnh hiểu thấu những bài học nhân sinh sâu sắc về thành công và thất bại, về niềm vui và nỗi buồn. Dù cuộc đời có đưa đẩy bao nhiêu lần, điều quan trọng nhất mà người tuổi Bính Ngọ nhận ra là phải luôn giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực. Thời gian có thể làm cho con người trưởng thành và khôn ngoan hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại không ít thử thách. Tuy nhiên, đối với tuổi Bính Ngọ, việc giữ được tinh thần kiên định và bình tĩnh là chìa khóa để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. 1. Cuộc sống luôn có những biến động, giữ vững niềm tin và nỗ lực không ngừng. Cuộc đời là một chuỗi những biến động và thăng trầm, không phải lúc nào cũng suôn sẻ hay theo ý muốn. Ở tuổi 60, bản mệnh đã trải qua nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc, từ niềm hạnh phúc đong đầy khi thành công, cho đến nỗi thất vọng và chán trường khi gặp phải những thất bại. Dù vậy, Bính Ngọ hiểu rằng mọi thách thức và khó khăn đều có thể vượt qua nếu bản thân luôn giữ vững niềm tin. Khi bước vào 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động lớn trong công việc và cuộc sống, nhưng với kinh nghiệm và sự từng trải của mình, người tuổi Bính Ngọ hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này bằng sự khéo léo và tỉnh táo, dù có phải đối mặt với khó khăn tài chính, sức khỏe hay những mâu thuẫn trong gia đình. Quan trọng là bản mệnh không được mất đi sự kiên trì và lạc quan. Niềm tin là thứ luôn tồn tại bên trong mỗi con người, nhưng không phải ai cũng biết cách duy trì và phát huy nó. Người tuổi Bính Ngọ cần tiếp tục phát triển niềm tin vào chính mình, vào khả năng vượt qua thử thách của bản thân. Mỗi khi khó khăn ập đến, đừng bỏ cuộc mà hãy nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rằng mọi thử thách đều mang lại bài học quý giá, giúp bản mệnh mạnh mẽ hơn từng ngày. 2. Cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Một trong những bài học quan trọng nhất mà bản mệnh tuổi Bính Ngọ cần ghi nhớ trong những tháng cuối năm 2024 chính là việc cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Ở độ tuổi 60, khi đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, bản mệnh cần phải ưu tiên nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân và gia đình. Công việc vẫn quan trọng, nhưng không còn là tất cả. Gia đình và những người thân yêu mới là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, giúp bản mệnh tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự. Cuộc sống luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiều khía cạnh, quá tập trung vào công việc có thể khiến bản mệnh bỏ qua những khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Ngược lại, nếu chỉ dành thời gian cho cuộc sống cá nhân mà bỏ quên trách nhiệm trong công việc,
bản mệnh sẽ dễ mất đi động lực và cảm thấy cuộc sống thiếu đi ý nghĩa. Vì vậy, để có được sự hài hòa bản mệnh cần phải biết điều chỉnh, đặt ra giới hạn cho từng lĩnh vực trong cuộc sống và không để bất kỳ khía cạnh nào lấn át khía cạnh khác. Tháng 11 và tháng 12 sẽ là thời điểm lý tưởng để bản mệnh củng cố lại những mối quan hệ gia đình và bạn bè, dành thời gian thư giãn và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Đừng quên rằng, sự bình an trong tâm hồn sẽ chỉ đến khi bản mệnh tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Lời khuyên, hãy nhớ rằng sự bình yên trong tâm hồn chỉ có thể đạt được khi bạn biết cân bằng mọi thứ xung quanh mình. Hãy dành thời gian cho gia đình, cho bản thân và đừng để những lo lắng trong công việc làm ảnh hưởng đến niềm vui trong cuộc sống. 3. Đối mặt với khó khăn bằng sự kiên nhẫn và tinh thần vững vàng. Ở tuổi 60, người tuổi Bính Ngọ đã học được bài học quan trọng về sự kiên nhẫn. Trong cuộc sống, có những điều không thể vội vàng, mà cần thời gian để thấu hiểu và giải quyết. Đối mặt với những khó khăn trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh cần tiếp tục áp dụng sự kiên nhẫn vào mọi tình huống. Cho dù công việc gặp khó khăn, tài lộc chưa đến như mong đợi hay sức khỏe có những dấu hiệu giảm sút, bản mệnh không nên nản lòng mà cần giữ vững tinh thần. Từng bước vượt qua, sự kiên nhẫn không có nghĩa là đứng yên chờ đợi, mà là biết cách hành động đúng lúc, đúng thời điểm và không để những cảm xúc tiêu cực chi phối. Người tuổi Bính Ngọ nên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc đều có thời gian và quá trình, thành công không đến ngay lập tức, nhưng với sự kiên trì và tinh thần vững vàng, bản mệnh sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những điều mình mong muốn. Tinh thần vững vàng là yếu tố giúp bản mệnh đứng vững trước những thử thách, dù có đối mặt với thất bại. Bản mệnh cũng không nên mất niềm tin, thất bại chỉ là một phần trong cuộc hành trình, và từ đó bản mệnh sẽ rút ra được những bài học quý giá để tiếp tục phát triển. Lời khuyên, khi đối mặt với khó khăn hãy luôn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, dù cuộc sống có nhiều thăng trầm. Nhưng với tinh thần vững vàng, bản mệnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được sự thành công trong tương lai. 4. Khuyến khích bản mệnh sống lạc quan và tích cực. Cuộc sống không thể thiếu những khó khăn, nhưng điều quan trọng là cách mà bản mệnh đối diện với chúng. Sống lạc quan là chìa khóa để bản mệnh vượt qua mọi thách thức và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Dù đôi khi những trở ngại có thể làm giảm đi sự hứng khởi, nhưng nếu giữ được tinh thần lạc quan, bản mệnh sẽ có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn và tìm ra giải pháp phù hợp. Hãy nhớ rằng, sự tích cực không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, gia đình và bạn bè của bản mệnh sẽ cảm nhận được sự lạc quan và từ đó, mọi người cùng nhau tạo nên một không gian sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Đừng để những khó khăn tạm thời làm mất đi nụ cười và niềm tin vào cuộc sống. Lời khuyên, luôn sống lạc quan, giữ vững tinh thần tích cực và biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước, và chính sự tích cực sẽ giúp bản mệnh tìm thấy nó. Cuộc sống là một hành trình đầy biến động, nhưng với sự kiên nhẫn, lạc quan và tinh thần vững vàng, người tuổi Bính Ngọ sẽ vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy hạnh phúc thực sự. Bản mệnh cần biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, giữ vững niềm tin vào bản thân và luôn sống tích cực. Với những bài học từ cuộc đời, tuổi Bính Ngọ chắc chắn sẽ đạt được sự bình an và thành công trong những tháng cuối năm 2024. Kính thưa quý vị khán giả, trong phần tử vi 4 tháng cuối năm 2024 cho tuổi Bính Ngọ 1966, chúng ta đã cùng nhau khám phá những cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài lộc mà bản mệnh có thể đón nhận. Đây là giai đoạn biến động mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tài chính, nhưng cũng đi kèm với những thách thức không nhỏ. Điều quan trọng là bản mệnh cần biết cách nắm bắt cơ hội, đồng thời phải cẩn trọng trong các quyết định tài chính lớn, tránh những rủi ro đầu tư không đáng có. Bên cạnh đó, quý vị cần đặc biệt lưu ý đến sức khỏe và gia đạo. Công việc dù quan trọng nhưng không nên để ảnh hưởng đến tinh thần và tình cảm gia đình. Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc sẽ giúp bản mệnh duy trì được hạnh phúc, tránh những xung đột không cần thiết trong gia đình. Đặc biệt là trong những tháng cuối năm khi áp lực công việc tăng cao, để tận dụng tốt nhất những vận hội đến với mình, quý vị nên luôn duy trì tinh thần lạc quan, chăm sóc sức khỏe và đặt gia đình lên hàng đầu. Sự bình yên trong tâm hồn và sự hòa thuận trong gia đạo chính là nền tảng để bản mệnh vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công bền vững. Nếu thấy nội dung video hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Đừng quên để lại bình luận.
chia sẻ cảm nhận của quý vị về vận mệnh tuổi Bính Ngọ và những điều quý vị quan tâm và quan trọng nhất, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin tử vi hữu ích trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.